Nằm trong chương trình Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch năm 2024, sáng ngày 18 tháng 2 đã diễn ra lễ khai mạc Lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quỳnh Nhai năm 2024. Lễ hội truyền thống đã tạo không khí sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân và khách tham quan, du lịch đến xem cổ vũ. Thưa quý vị các bạn, lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quỳnh Nhai năm nay được tổ chức với quy mô lớn tại cây cầu Báo Ân có trụ cao nhất Việt Nam. Lễ hội năm nay thì quy tụ với 16 đội thi đến từ các huyện của tỉnh Điện Biên, Lai Châu và các câu lạc bộ của huyện Quỳnh Nhai cũng như các huyện lân cận của tỉnh Sơn La. Đặc biệt lễ hội năm nay thì có sự mãn nhãn của màn trình diễn lướt ván trên sông và dù lượn. Lễ hội là một nét đẹp văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vùng ven sông và văn hóa con người của Quỳnh Nhai. Lễ hội đua thuyền truyền thống năm nay thu hút sự tham gia của 16 đội với 418 vận động viên đến từ các xã vào câu lạc bộ đua thuyền huyện Quỳnh Nhai, huyện Bắc Yên, huyện Mường La, tỉnh Sơn La và đội thi của thị xã Mường Lai, tỉnh Điện Biên, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu. Các đội thi đấu ở 4 nội dung: thuyền 10 vận động viên nam, thuyền 20 vận động viên nam, thuyền 10 vận động viên nữ và nội dung đồng đội thuyền 20 vận động viên nam nữ phối hợp. Thi đấu cự ly 1.600m. Thuyền đua là thuyền độc mộc hình đuôi én. Các nội dung thi đấu được các đội thi chuẩn bị tích cực. Tôi rất là vui khi được tham gia lễ hội đua thuyền truyền thống huyện Quỳnh Nhai. Thì môn đua thuyền truyền thống của huyện Quỳnh Nhai là môn thể thao truyền thống của huyện mà chúng tôi thường xuyên luyện tập trước khi tham gia lễ hội đua thuyền. Mà để đạt thành tích cao nhất thì đội chúng tôi cũng cố gắng anh em tập luyện với nhau để cùng nâng cao cái kỹ năng bơi lội cho anh em trong cái thời gian chuẩn bị đua thuyền. Cũng tại lễ hội đua thuyền, người dân và du khách thập phương đã được mãn nhãn với màn trình diễn dù lượn và lướt ván trên sông do các câu lạc bộ chuyên nghiệp đến từ Hà Nội thể hiện, lần đầu tiên được tổ chức tại huyện Quỳnh Nhai. Lần đầu tiên đến với Quỳnh Nhai thì đoàn ván phản lực chúng tôi đã chuẩn bị là 12 chiếc ván phản lực cùng với cả đoàn vận động viên 20 người. Vâng, chúng tôi đã trình diễn những cái động tác và những cái đội hình xuất sắc nhất để kết hợp với đội đua thuyền ở Quỳnh Nhai để tạo ra những cái màn biểu diễn xuất sắc nhất gửi đến khán giả. Lễ hội đua thuyền truyền thống tạo không khí sôi động, hấp dẫn, thu hút đông đảo nhân dân và khách tham quan du lịch đến xem cổ vũ. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đến với sự kiện này. Sự kiện này nó có đua thuyền cũng như là lướt ván. Nó khá là thú vị và đáng để trải nghiệm, rất là sôi động của không khí ngày hôm nay. Đây là lần thứ 11 huyện Quỳnh Nhai tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống với sự tham gia của các đội thi. Đối với huyện Quỳnh Nhai thì có rất nhiều lễ hội. Tuy nhiên thì có những cái lễ hội hiện nay mà huyện Quỳnh Nhai đang được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể. Và đây là một trong những nội dung mà huyện Quỳnh Nhai cần phải bảo tồn và phát huy những giá trị tốt đẹp của huyện Quỳnh Nhai. Trong đó có lễ hội đua thuyền truyền thống. Lễ hội đua thuyền truyền thống là một trong những điểm nhấn nằm trong chuỗi các sự kiện Tuần Văn hóa Thể thao và Du lịch huyện Quỳnh Nhai nhằm giới thiệu, quảng bá về miền đất con người, văn hóa truyền thống của cư dân sinh sống vùng ven hồ sông Đà. Qua đó, tạo tiền đề để trong tương lai không xa, vùng lòng hồ sông Đà ở Quỳnh Nhai trở thành khu du lịch quốc gia và là một trong những điểm đến du lịch trong vùng trọng điểm phát triển kinh tế du lịch vùng Tây Bắc.